Quốc tế lo ngại Thái Lan dẫn độ ông Y Quynh Bê Đắp về Việt Nam. Ông Y Quynh Bê Đắp, thứ ba, trái qua, cùng các thành viên tổ chức Người Thượng Vì Công Lý. 14 tháng 6 năm 2024, ông Y Quynh Bê Đắp, người đồng sáng lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đang có nguy cơ bị dẫn độ về Việt Nam, một nguồn tin cho BBC News tiếng Việt hay. Ông Y Quynh Bê Đắp, 32 tuổi, tị nạn tại Thái Lan từ năm 2018 và đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấp quy chế tị nạn. Ông bị bắt hôm 11 tháng 6 và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Riman ở Bangkok để chờ xét xử xem ông có bị dẫn độ về Việt Nam hay không. Y Quynh Bê Đắp khi đó đang trốn trong một khách sạn nhưng tối đó có tin anh ấy ra ngoài đi mua dép. Vừa ra ngoài thì cảnh sát Thái Lan ập tới bắt, mục sư Aga, người sáng lập hội thánh tin lành Đấng Christ tại Tây Nguyên hiện đang tị nạn tại Mỹ, nói với BBC News tiếng Việt hôm 14 tháng 6. Ông Aga cũng cho hay ông Y Quynh Bê Đắp thường xuyên liên lạc với ông và trước khi bị bắt đã gọi điện nói rằng tình hình rất nguy hiểm. Ông Aga thuật lại, ông Y Quynh Bê Đắp vừa có cuộc phỏng vấn với Sở Di trú Canada hôm 4 tháng 6 và đang trong thời gian chờ đợi để chính thức đi định cư tại Canada. Việc Y Quynh bị bắt không có gì đáng ngạc nhiên vì Y Quynh đã báo trước vấn đề này. Thời gian qua công an đã theo sát và truy lùng anh ấy. Hôm 4 và 5 phần 6, Y Quynh báo cho tôi là cảm thấy không ổn vì cảnh sát đã biết nơi ở của anh ấy. Sau đó Y Quynh phải tách rời vợ con, nhờ một tổ chức cho trốn vài ngày ở khách sạn. Lúc anh ấy ở trong khách sạn thì cảnh sát bao vây bên ngoài. Vào ngày thứ hai vừa rồi, 11 phần 6, tôi gọi cho Y Quynh thì không nghe máy. Sau đó nhận được tin Y Quynh đã bị bắt. Theo đánh giá của ông Aga, có khả năng cao là ông Y Quynh sẽ bị dẫn độ về Việt Nam nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp mạnh. Trong video dài 1 phút 30 giây ông Y Quynh được cho là thực hiện trước khi bị bắt mà BBC đang có trong tay, ông nói bản thân và gia đình đang gặp nguy hiểm khi cảnh sát Thái truy lùng. Ông cũng nói rằng ông mong các tổ chức nhân quyền lên tiếng để gia đình ông được an toàn và tự do. Vì sao Việt Nam yêu cầu Thái Lan can thiệp? Một buổi thờ phượng Chúa của người thượng tại Thái Lan nguồn hình ảnh. Người thượng vì công lý. Chụp lại hình ảnh, một buổi thờ phượng Chúa của người thượng tại Thái Lan. Chính phủ Việt Nam đã phát lệnh truy nã và yêu cầu chính quyền Thái Lan dẫn độ ông Y Quynh Bê Đắp với cáo buộc khủng bố liên quan đến vụ nổ súng vào trụ sở công an ở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023 khiến 9 người tử vong. Ông Y Quynh đã bị kết án 10 năm tù vắng mặt vào tháng 1 năm 2024. Bộ Công an Việt Nam nhận định vụ tấn công này là đặc biệt nghiêm trọng, xếp vào dạng khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bộ này cũng nói rằng, vụ tấn công có sự chỉ đạo và tiếp tay của các thế lực thù địch từ nước ngoài, trong đó, nhóm lính Dega thực hiện vụ khủng bố. Theo Bộ Công an Việt Nam, nhóm lính Dega móc nối với tổ chức Người Thượng Vì Công Lý để tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, huấn luyện, tài trợ tiền và chỉ đạo chuẩn bị hoạt động tấn công khủng bố nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Bộ Công an xác định Y Quynh Bê Đắp là một trong những đối tượng đứng đầu tổ chức này. Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, SAW, hôm 14 tháng 6 ra thông cáo cho hay họ không có thông tin về khả năng Y Quynh Bê Đắp có liên quan đến vụ nổ súng nói trên. Nhưng đặc biệt quan ngại về sự an toàn của ông và việc ông bị xét xử không công bằng ở Việt Nam. Bà Elaine Pearson, Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do và đảm bảo ông Y Quynh Bê Đắp không bị tổn hại. Trao trả nhà hoạt động Việt Nam Y Quynh Bê Đắp về Việt Nam sẽ khiến ông ấy gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Chính quyền Thái Lan nên công nhận tình trạng tị nạn của Y Quynh Bê Đắp, bà Elaine Pearson nói. Theo nhận định của mục sư Aga, chính quyền Việt Nam cáo buộc ông Y Quynh liên quan đến vụ khủng bố ở Đắk Lắk, nhưng thực tế là do họ đang rất lo ngại vì Y Quynh là người sáng lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý để bảo vệ nhân quyền cho người thượng ở Tây Nguyên. Anh Y Quynh đã được đào tạo ở Thái Lan 12 tháng và đã trở thành người thu thập thông tin, viết báo cáo gửi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế về tình trạng chính quyền Việt Nam bắt bớ, vi phạm tự do tôn giáo. Tại Hội nghị Nhân quyền và Dân chủ ở Geneva vừa rồi, biết bao nhiêu bản báo cáo như vậy đã được gửi cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Thì đương nhiên chính quyền Việt Nam sẽ nhắm vào ông này và tổ chức của ông để dập tắt. Như thế thì không ai còn thông tin về sự vi phạm của chính quyền ở trong nước nữa. Do đó họ tìm bằng mọi cách bắt Y Quynh cho bằng được. Mục sư Aga nhận định rằng tình trạng hiện nay của những người thượng tị nạn ở Thái Lan là rất đáng lo ngại.
Trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng chính quyền Việt Nam tới nhà của một số người tị nạn để sách nhiễu, yêu cầu gia đình gọi con em về nước đầu thú thì sẽ được cấp đất, được khoan hồng, nếu không chính phủ sẽ sang Thái bắt đưa về Việt Nam, ông Aga kể lại. Khả năng Thái Lan dẫn độ người về Việt Nam, một hoạt động của các thành viên tổ chức Người Thượng Vì Công Lý tại Thái Lan. Nguồn hình ảnh, Người Thượng Vì Công Lý. Chụp lại hình ảnh, một hoạt động của các thành viên tổ chức Người Thượng Vì Công Lý tại Thái Lan. Theo thông cáo của SAW, Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý đã tìm cách bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo và các quyền khác của người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã đàn áp những người thượng theo đạo Thiên Chúa thuộc các giáo hội tài gia độc lập, những người ủng hộ các yêu cầu độc lập hoặc tự trị bất bạo động, và những người phản đối việc chính phủ giao đất Tây Nguyên cho các doanh nghiệp, theo SAW. Ngày 12 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các nhà bảo vệ nhân quyền, Mary Lawlor, đã bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Y Quynh Bê Đắp và cho rằng việc dẫn độ ông về Việt Nam có nghĩa là Thái Lan không đủ tư cách để được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay. Báo cáo gần đây của SAW, chúng tôi đã nghĩ mình an toàn, đàn áp và trục xuất người tị nạn ở Thái Lan, ghi lại một mô hình đàn áp xuyên quốc gia trong đó chính quyền Thái Lan giúp các chính phủ láng giềng thực hiện các hành động trái pháp luật nhằm vào người tị nạn và người bất đồng chính kiến đang tìm nơi trú ẩn ở Thái Lan. Đổi lại, chính quyền Thái Lan có thể nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính phủ Thái Lan sống ở Lào, Việt Nam và Campuchia như một phần của thỏa thuận trao đổi người tị nạn và những người bất đồng chính kiến. Vào tháng 5 năm 2019, ba nhà bất đồng chính kiến Thái Lan Chatchit Sivasut, Siem Thiraw và Krishna Thapthai đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và sau đó đã biến mất. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng Thủ tướng Thái Lan Sarithr Thavisin nên chấm dứt hành vi ngược đãi của các chính phủ Thái Lan trước đây và đảm bảo rằng Y Quynh Bê Đắp không bị trả về Việt Nam. Thái Lan có nghĩa vụ tôn trọng nguyên tắc không trục xuất của luật pháp quốc tế, nghiêm cấm các quốc gia trục xuất bất kỳ ai đến nơi mà họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thực sự bị đàn áp, tra tấn hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Nguyên tắc này được quy định rõ ràng trong Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Thái Lan là thành viên. Ngoài ra, đạo luật ngăn chặn tra tấn và cưỡng bức mất tích của Thái Lan có hiệu lực vào tháng 2 năm 2023, quy định rằng không tổ chức chính phủ hoặc quan chức nào được trục xuất hoặc dẫn độ một người đến một quốc gia khác nơi có căn cứ đáng kể để tin rằng người đó sẽ có nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc bị mất tích.